Để có được những nước sơn đều, bóng và đẹp, tiết kiệm được chi phí mà lại làm gia tăng cái giá trị sản phẩm lên, thì cái súng phun sơn VK71 này là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác. Mà chúng tôi đang có chương trình khuyến mại mua súng phun sơn được tặng lọc hơi khi đặt hàng trong hôm nay. Thao tác lắp đặt súng thì rất là đơn giản, chỉ cần cấm đầu hơi và bộ lọc hơi như thế này là xong. Ở trên thân súng này thì gồm 3 cái núm. Núm đầu tiên là điều chỉnh lượng khí hơi vào, anh em chúng ta sẽ vặn cái núm này. Núm thứ hai là điều chỉnh lượng sơn. Núm thứ ba là điều chỉnh tia sơn. Trên đầu của súng này là một cái bếp. Các bác thấy được tia sơn phun ra rất là đều và tơi, thao tác cầm nắm không bị mỏi mệt như những dòng súng phun sơn khác ở trên thị trường. Khi các bác sử dụng điều chỉnh tia sơn, lượng sơn, thao tác này rất là thuận tiện và linh hoạt. Các bác đang xem video, đừng quên like, nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều.